chào tất cả các em. Trong video này chúng ta sẽ học về một loài động vật có vú cao nhất thế giới. Các em có đoán được là con gì không nhỉ? Ồ, để cô bật mí nhé. Đó là một con vật siêu siêu ngầu với cái cổ dài ơi là dài. Bingo, đó chính là con hươu cao cổ đấy. Các em có biết những chú hươu cao cổ có nguồn gốc từ đâu không nhỉ? À, chúng đến từ châu Phi đấy. Đây chính là gia đình hươu cao cổ, bao gồm hươu cao cổ mẹ và con đấy. Trông chúng thật đáng yêu phải không nào? Nhìn hình ảnh này, các em có thấy hươu cao cổ thật sự có chiều cao vượt trội so với bầy ngựa vằn không? Trên thực tế, chúng là loại động vật cao nhất thế giới đó các em ạ. Nếu có ai hỏi chúng mình rằng loài động vật nào cao nhất thế giới là con gì, các em có trả lời được không nhỉ? Ồ đúng rồi, chúng ta sẽ nói rằng đó chính là con hươu cao cổ. Một con hươu cao cổ đực có thể cao tới 5,5 m và một con hươu cao cổ cái có thể cao tới 4,2 m. Chiều cao của chúng phần lớn tới từ chiếc cổ dài. Và như cô đã nói vừa rồi, phần lớn hươu cao cổ đến từ châu Phi. Vậy châu Phi là ở đâu nhỉ? Các em có biết không? Hãy cùng cô tìm hiểu nhé. Ồ, các em đã nhìn thấy chưa? Châu Phi ở đây nè. Châu Phi là lục địa duy nhất mà hươu cao cổ sống trong tự nhiên. Vậy, liệu có bao nhiêu chú hươu cao cổ sống trong tự nhiên nhỉ? Các em có đoán được không nào? Có khoảng 97.000 chú hươu cao cổ sống trong tự nhiên trên toàn thế giới. Nghe thì có vẻ nhiều phải không nào? Nhưng với số lượng hươu cao cổ sống được giảm qua mỗi năm, điều này đã dẫn đến có những bộ luật được đưa ra để bảo vệ loài động vật cao nhất thế giới này. Ví dụ như săn bắn hươu cao cổ là bất hợp pháp đó các em ạ. Ngoài số lượng hươu cao cổ sống trong tự nhiên thì cũng có đến 1.100 chú hươu cao cổ sống trong các nơi nuôi nhốt thú. Có nghĩa là chúng sống trong một nơi cố định, bị nuôi nhốt bởi con người như vườn thú chẳng hạn. Các em đã nhìn thấy chú hươu cao cổ nào trong vườn thú chưa nhỉ? Ồ, nhìn hình ảnh này các em có thể đoán được lưỡi của hươu cao cổ dài bao nhiêu cm không? À, lưỡi của loài hươu cao cổ có thể dài lên đến 50 cm. Điều này rất thuận lợi cho hươu cao cổ khi chúng lấy thức ăn ở trên cây đấy. Hươu cao cổ là một loại động vật ăn cỏ, có nghĩa rằng chúng chỉ ăn cây cỏ thôi, chúng không ăn những loài động vật khác. Và cũng giống như những con non của các loài động vật có vú khác, hươu cao cổ con thì uống sữa. Hươu cao cổ con sẽ không ăn cây cỏ cho đến khi chúng được 3 tuần tuổi đấy. Và một sự thật thú vị cuối cùng mà cô muốn bật mí với các em đó chính là phần lớn hươu cao cổ chỉ cần khoảng 30 phút để ngủ trong một ngày. Wow, hươu cao cổ ngủ rất là ít phải không nào? Không giống như con người chúng ta cần 8 đến 10 tiếng để ngủ trong một ngày. Hươu cao cổ có thể ngủ ngay trên thảm cỏ hoặc ngủ trong lúc đứng. Trong tự nhiên thì hươu cao cổ phần lớn ngủ trong tư thế đứng để cảnh giác với những loài săn mồi như báo, sư tử, chó hoang châu Phi. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về loài hươu cao cổ rồi đấy. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi hết video này. Hãy nhấn thích và đăng ký kênh. Hãy không ngừng tìm hiểu và học những kiến thức bổ ích cùng Havamart nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.